Rồi cây này có mã số là 828. 828 nha. Cây mới nãy là 882. Cây này là 828. Đó, cũng là một cây sơn liễu khủng vip nha. Sơn liễu khủng vip. Cái hoành mà xét gốc nha. Hoành xét gốc nè. Hoành xét gốc là 38. Hoành xét gốc là 38. Còn cái hoành lên trên đây chút xíu nha. Nhưng mà do nó có cái nu á, cho nên là mình đo luôn phủ cái nu là 31. Cao nha. Cao đến ngọn luôn là 46. Chậu lọt lòng, chậu nuôi lọt lòng nha là 28. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 4 triệu bao vận chuyển nha. Cây này thì mềm hơn. Cây này 4 triệu bao vận chuyển. Cây này đục hả? Như cây khế anh bao đẹp. Dạ. Là cây nãy. Cây mới nãy là khủng luôn á. Đợt trước em cũng có giao lưu một cây hoành tới 50 mấy á. Cây đó lên chưa tới 5 phút là giao lưu liền. Mà mấy anh em còn tranh nhau đấy. Bây giờ thì thời buổi kinh tế nó cũng khó khăn bớt rồi. Giá rồi mã số là 828. 4.000k bao ship nha. 4.000k bao ship cho cây sơn liễu này luôn. Cây này thì ở đây nó có cái mạch khô lũ nha, mạch khô lũ. Mấy cái này nuôi cũng khá là lâu rồi. Nuôi lâu lắm rồi. 828 nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha.